Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Ất Sửu, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành Niên Mệnh, Hải Trung Kim, ngày Ất Sửu tức Can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Hải Trung Kim, Kỵ Tuổi, Kỵ Mùi, Quý Mùi, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, Kỷ Hợi, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Sửu, lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu, thành kim cục, xung với Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu, tuổi xung trong tháng tuổi Quý Hợi, Tân Tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức Hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Thiên Hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Thiên Thành, tốt mọi việc, sao Tam Hợp, tốt mọi việc, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Cô Thần, xấu đối với cưới hỏi, sao Tội Chỉ, xấu đối với tế tự, tố tụng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành Tý Sửu nhị hợp thủy cục. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn rất chi là nhiều. Các mối quan hệ xã giao của bạn đang có được sự hài hòa, điều này còn giúp mang tới cho bạn có được những cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng đáng tin cậy nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh, và đây như là một lời nhắc nhở với bạn tuổi Tý nên tránh xa những chuyện thị phi, chia bè, kết phái ở chốn công sở. Với những rắc rối xuất phát từ đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới con đường công danh, sự nghiệp, phát triển của bạn về sau này. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có ngũ hành thổ khắc với thủy, điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn gặp phải không ít những trở ngại trong khoảng thời gian này. Khoảng cách về không gian và thời gian cũng chính là nguyên nhân khiến cho hai người ngày càng trở nên xa cách nhau hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi có nhiều ngáng trở. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, công việc được thuận lợi, cơ hội hợp tác tìm đến. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, chớ nên lơ là với sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho người mà bạn yêu thương. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tránh xa những chuyện thị phi ở chốn công sở.
Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 91, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn cần phải hết sức cẩn trọng, chớ có hành động sơ suất trong ngày hôm nay. Và chỉ cần một quyết định sai lầm, với bạn rất có thể sẽ phải hứng chịu những hậu quả không thể nào lường trước được nhé. Và với bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, bạn nên học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Đừng có để cho bản thân mình dễ dàng bị kích động mà lời nói hành động thiếu đi sự chính chắn. Cái điều này sẽ rất dễ gây ra mất hòa khí giữa đôi bên. Và đấy chính là yếu điểm mà bạn cần phải nhanh chóng sửa đổi nếu như bạn muốn có các mối quan hệ trở nên hài hòa và tốt đẹp hơn. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này làm cho bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Với bạn tuổi Sửu, bạn nên đề phòng các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột hay là dạ dày. Bạn đừng có chủ quan bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể ngày hôm nay nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, từ với tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, cần phải cẩn trọng trong mọi hành động, kẻo lại để xảy ra sai lầm đáng tiếc. Từ với tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, thay đổi bản thân để cải thiện các mối quan hệ của mình được tốt hơn. Từ với tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, đừng có bỏ qua bất cứ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể. Từ với tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, sức khỏe có thể ảnh hưởng ít nhiều, bạn chớ nên chủ quan. Từ với tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, hãy học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân mình được tốt hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 80, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của hung thần là thương quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dần phải đối mặt với sự thất bại trong ngày hôm nay. Với những quyết định sai lầm từ lúc trước của bạn chính là nguyên nhân dẫn đến kết cục như ngày này nhé. Và với bạn tuổi Dần trong ngày này, có thể sẽ phải đánh đổi cả sự nghiệp của mình khi vướng vào những rắc rối này, nhất là đối với những người đang thiêu nghiệp, con đường kinh doanh, buôn bán, đầu tư, chuyện tiền bạc thất thoát là khó có thể tránh khỏi. Với bạn tuổi Dần, bạn hãy dũng cảm đương đầu, bạn vẫn có thể vượt qua được những sóng gió lần này. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, các mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy cũng chẳng mấy được thuận hòa khi bạn đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Có vẻ như hai người chẳng thể nào tìm được tiếng nói chung và cứ thế tranh cãi liên miên không có hồi kết nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, dũng cảm đương đầu, mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Từ vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, hỏa phá tài ập đến, tiền bạc thất thoát là khó tránh khỏi. Từ vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, tình cảm có nhiều khúc mắc, bất đồng liên tiếp xảy ra. Từ vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, với những quyết định sai lầm trong quá khứ sẽ có thể để lại hậu quả không lường ở hiện tại. Từ vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, nên tỉnh táo và sáng suốt trong bất cứ tình huống nào. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 92, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mão, thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn không ít những tin vui liên quan tới vấn đề về tiền bạc ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Mão, cơ hội kiếm tiền sẽ tìm đến, liệu bạn có thể nắm bắt được hay không? Đó chính là ở bạn nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán sẽ có được một ngày phúc lộc tràn trề, tiền đổ về túi khó ai ngờ được. Với bạn tuổi Mão, nhờ cũng biết nắm bắt được thị trường cho nên mới có thể đưa ra được những quyết định đầy táo bạo như vậy nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc, điều này làm cho bạn chẳng thể nào kiềm chế được những cơn nóng giận của mình mà nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia, và đã đến lúc với bạn tuổi Mão cần phải trưởng thành hơn chứ đừng có xử sự như trẻ con như vậy nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, cơ hội kiếm tiền tìm đến, bạn đừng có chần chừ do dự thêm nữa. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đừng có để cho những lời nói trong lúc nóng giận gây tổn thương cho người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn, khó hòa thuận. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, hãy quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tiền về đầy tay, chẳng lo túng thiếu. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 95, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này có thể làm cho gia đình của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay đang có sự lục đục bất an vì đôi bên có những mâu thuẫn lâu ngày không thể tìm cách giải quyết được triệt để một sớm một chiều. Với bạn tuổi Thìn, bạn đang cố chấp quá mức, chẳng chịu xuống nước dù chỉ là một phút mà thôi đó nhá. Trong ngày thứ năm này với bạn mệnh tuổi Thìn, bạn cho rằng mình mới là người đúng đắn, chẳng hề quan tâm tới cảm giác của đối phương. Người ấy thực sự đã nhường nhịn bạn rất nhiều lần rồi, nhưng lần này thì quyết không chịu nhịn nữa và vùng lên bất chấp nữa đó nhá. Trong mối quan hệ tình cảm với bạn tuổi Thìn, dường như luôn ở thế chủ động, cho nên quên mất rằng tình cảm vốn là thứ đến từ hai phía và một bàn tay sao có thể vỗ nên tiếng được. Với bạn tuổi Thìn, bạn không thay đổi thì e rằng sớm muộn sẽ phải trả giá cho sự đau khổ mà mình phải nhận lấy mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa nên hiểu và nhìn mọi chuyện từ góc nhìn của đối phương. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ không nhanh chóng giải quyết những mâu thuẫn thì sẽ gặp phải những rắc rối. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc dễ đau khổ, tổn thương vì tình cảm. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tình cảm không thể nào chỉ đến từ một phía. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy không tìm được tiếng nói chung. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40, số 82, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày đốn không ít tin vui khi bạn đang gặp được ngày Sửu Tỵ bán hợp. Với những thành quả mà bạn có được trong lúc này chính là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Và với bạn tuổi Tỵ, bạn có thể tự hào về chính bản thân mình vì những gì mà mình đã thể hiện và đạt được trong những ngày vừa qua. Công việc được thuận lợi, tiền bạc trong túi của bạn cứ ngày một đầy thêm. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn sẽ chẳng phải lo lắng thêm chuyện về tiền bạc trong ngày hôm nay khi bạn đang có được ngày của chính tài xuất hiện nữa. Ngày này, bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được những tia hy vọng mới, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân. Với bạn tuổi Tỵ, có thể sẽ được bạn bè, người thân hay là đồng nghiệp giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Và với bạn, cũng đừng có bỏ lỡ cơ hội kết giao với người mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay, bạn tuổi Tỵ nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tự tin vào chính bản thân mình chính là yếu tố để cho bạn giành chiến thắng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình có được sự hài hòa, yên ấm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, đối với những bạn đang còn độc thân có được cơ hội kết giao với những người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc thêm nữa. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện hơn trước. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số bay là 35, số 86. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022, xem vận trình ngày thứ năm này với bà tử Ngọ cho chúng ta thấy là bà tử Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại. Điều này sẽ tác động không nhỏ lên vận trình của bạn ngày hôm nay. Với bà tử Ngọ, bản mệnh đã nỗ lực khá nhiều nhưng thành quả thu về lại chẳng được bao nhiêu, dường như có điều gì đó vẫn đang ngáng trở con đường tiến thân của bạn nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, may mắn là với sự xuất hiện của cát thần là thiên tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ không còn phải bận tâm quá nhiều về những chuyện chi tiêu sinh hoạt thường ngày nữa. Với bạn có thể sẽ nhận được một khoản thu nhập kha khá nhờ vào nghề tay trái của mình trong khoảng thời gian này. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong ngày này cũng đang có những chuyển biến khá tích cực khi bạn đang gặp được ngày có họa thổ tương sinh. Hai người đã biết dành thời gian để quan tâm, chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn với những hiểu lầm và mâu thuẫn, nhờ thế mà được gỡ bỏ từng chút một nữa nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim có không ít ngáng trở trên con đường tiến thân của bạn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, đôi lứa ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, sức khỏe có đôi chút cải thiện hơn trước. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, đề phòng có kẻ tiểu nhân rình rập phá hoại vận trình công danh sự nghiệp của mình. Và đánh giá của bạn tử Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 80, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022, xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi. Điều này sẽ tác động không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Mùi, khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Bạn vốn là người rất rỗi kiềm chế, nhưng khi bùng nổ thì với bạn rất có thể sẽ trở nên rất đáng sợ nữa. Với bạn mệnh tuổi Mùi trong ngày này, bạn nên tìm cách để giải tỏa những căng thẳng mà mình đang gặp phải. Và dù sao, bạn đừng có để cho mình khiến cho mọi người mất vui. Bạn hãy thử tâm sự, chia sẻ nhiều hơn với những áp lực mà bản thân mình đang gặp phải nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, và đây là dấu hiệu cho thấy với bạn đang có điềm báo, kẻ tiểu nhân có thể đang tìm cách để lừa gạt bạn về tiền bạc. Và thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp để cho bạn đưa ra những quyết định lớn về tiền bạc, bạn nên cẩn trọng trong vấn đề về đầu tư nhé.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tiểu nhân đang tìm cách phá hoại. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, cần phải bình tĩnh, tránh nổi nóng không đúng chỗ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nên hiểu trái tim của mình thuộc về đâu. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tình cảm không tín nhiệm như mong đợi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đang ở vị trí nào thì cần phải hiểu đúng vị trí của mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 82, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mọ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang có điềm báo sẽ gặp phải những vấn đề trong chuyện tình cảm không có thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Bạn tuổi Thân đang gặp ngày có mộc thổ tương xung với bạn đang gặp phải tình trạng bên tình bên hiếu làm cho bạn không phải biết lựa chọn ra làm sao và thực sự bạn đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Thân, bạn không muốn làm phật lòng ai nhưng có vẻ như việc này thực sự là khó khăn. Bạn không hiểu được những nỗi ấm ức mà đôi bên đang phải chịu đựng. Có lẽ phải có thời gian để ngồi tâm sự và tháo gỡ từng nút thắt mà bạn đang gặp phải nhé. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, sự cô đơn đôi khi khiến cho bạn nản lòng. Với bạn chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận tình cảm của đối phương, nhưng có những khi bạn lại muốn gật đầu tạm bợ để có người ở bên chia sẻ và tâm tình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, chán nản vì không tìm được bến đỗ cho mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, cô đơn buồn bã không có niềm tin. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, có được tình duyên kiếm sắc đào hoa ảm đạm. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, cần phải bỏ lại quá khứ ở phía sau lưng mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đừng để cho mình phải hối hận về sau này. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 61, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay có thể tự tin vào chính bản thân mình với những thành quả mà bạn có được. Sự kiên trì bền bỉ của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua cũng đã mang về cho bạn những trái ngọt vô cùng là xứng đáng nữa rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được sự đồng hành, bạn khẳng định được vị thế của bản thân mình trong tập thể, đánh dấu sự vươn mình mạnh mẽ trên con đường thăng tiến của bản thân. Và chẳng ai có thể phủ nhận được sự năng nổ đầy nhiệt huyết, cống hiến của bạn hết mình trong những ngày vừa qua nữa rồi nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, bạn đang có được một ngày đào hoa vượng sắc, mối quan hệ tình cảm giữa các cặp đôi có thể được tăng cấp hơn khi trong ngày đang có thổ sinh cho kim vượng. Sau bao nhiêu sóng gió, hai người càng ngày càng thấu hiểu nhau hơn và tình cảm đôi bên càng ngày càng thêm mặn nồng, thắm thiết nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, mưu sự dễ thành, công việc được hanh thông tới không ngờ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đừng có bỏ lỡ cơ hội khẳng định vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, sự kiên trì bền bỉ sẽ mang tới cho bạn những thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, luôn dành được sự quan tâm cho sức khỏe của chính bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi ngày một nồng nàn, thắm thiết hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 84, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay đang có những mâu thuẫn bất đồng trong quan điểm, chuyện nhỏ có thể hóa thành chuyện lớn nếu như bạn và nửa kia không thống nhất được quan điểm, không thống nhất được tiếng nói chung. Và bạn tuổi Tuất bạn cần phải bình tĩnh để nói cho đối phương hiểu được ý mình muốn nói là gì nữa. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất đó, nếu như bạn đang còn độc thân thì có thể sẽ cần tới nhiều sự trợ giúp từ phía người thân trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng bởi ngày hôm nay với bạn, bạn đang gặp được ngày có đào hoa nhập mệnh, sức quyến rũ của bạn tăng lên gấp bội lần nữa nhé. Tuy nhiên á, với bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn cũng cần phải nhớ là phải chủ động đưa ra tín hiệu cho đối phương, chứ đừng có cho rằng người ta phải lên tiếng trước. Bạn cứ giữ quan điểm bảo thủ thì e rằng sẽ vẫn cứ độc thân mà không hiểu tại sao nữa đâu nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa nên hiểu bản thân mình không phải là cái rốn của vũ trụ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, chuyện tình cảm cần phải có chút duyên phận nữa. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, gia đình có sự mâu thuẫn, có nhiều nỗi lo lắng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, mâu thuẫn, bất đồng quan điểm gây nên sự rạn nứt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy nên cố gắng chớp lấy thời cơ trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 53, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày của quý nhân tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi có thể yên tâm, không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc của mình trong khoảng thời gian này nữa. Với bạn tuổi Hợi, mọi việc đang tiến triển vô cùng là thuận lợi, đúng như những gì mà bạn đã lên kế hoạch từ trước đó. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi và ngày hôm nay không phải là một ngày may mắn với bạn trên phương diện về tiền bạc khi bạn đang gặp ngày có kíp tài xuất hiện trong vận trình của mình. Và với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn, chứ đừng có để cho bản thân mình bị những lời ngon ngọt làm xiêu lòng. Bạn sẽ chẳng thể giữ được tiền ở trong tay mình nếu như cứ tiếp tục cả tin như vậy bạn tuổi Hợi nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thủy thổ bất dung, điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn cũng chẳng được như mong đợi. Với những trắc trở trong chuyện tình cảm cứ tìm tới liên tục khiến cho bạn chẳng thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn, sự cô đơn cứ không ngừng bủa vây lấy bạn nữa bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, đừng có chủ quan với sức khỏe của bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, quý nhân ở bên thúc đẩy vận trình của bạn ngày một thăng tiến hơn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, công việc được thuận lợi, hanh thông hơn trước. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hãy giữ chặt túi tiền của mình, đừng có dễ tin lời của bất cứ ai. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, cái chuyện tình cảm gặp không ít trắc trở. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 73, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.